น้องเอ๋ยนาแก้วนำมือเพื่อพี่สาวน้องตาหานเอ๋ยน้องข้าวเอ๋ยน้องบัวเอ๋ยมอเยอกันดีเพจางาพิมพ์ใหม่ไหมน้าเฝ้าปีนาให้มือเอ่ยนำมือน้องให้เมย์น้องเอาทั้งมาจ้าเฝ้าปีได้เยอะน้องเดินได้น้องเพราะว่าอ่อนก็รักไงน้องทั้งมาเฝ้าปีน้องเอ๋ยเข้าถึงมองเอ๋ยที่ทำด้วยน้องน้องเข้าหาเข้าถึงดีเสียเมื่อน้องอาตั้งที่แก่เอ๋ยสิ่งน้องเลยกินด้วยพี่อานิ่งฟังอาเขาจะจับดีเขาจะยังจับดีเลยไม nhóm là không biết nhóm thấy thằng nào với thằng nào mới lượn được cả đêm thôi. Thằng bạn hát bài thì nằm có cái đêm thì còn nhóm thì liền cả đêm mới hết. Nhóm là không là số là không người kẻ là không bị tâm lý là hát cái này với sân khấu hát được mới là giỏi. Theo khán giả ấy, tức là bên nam bên nữ đối tác phù hợp với cái ngày của quà theo khán giả nói thế. Nam nữ đó. Hai chú nam. Dạ, ông này này, này cái chuyện hát được này. Hát đi. Hát về đây, hát về đi. Hát về đây. Hát về đây đi. Đây đây. Coi như là bên nam bên nữ thì mới hay thôi. Bia. Hả? Bia thì ngồi ngồi. Bia. Ngồi mang à? Mười mấy hàng à? Nhưng mà đúng là dân tộc Tây mình phải có nam có nữ, có cặp có đôi. Nhưng mà là hát hai hai chị em nữ khác hát thì mình thấy vui vẻ. Vui vẻ nhưng mà cũng xem đông mà. Nhưng có cảnh được ai hết. Mày mày sang gì alo đấy rứ bên
พี่ลมไม่เหนื่อยตามเอ่ยทางบ้านเยอะตังค์เลยเยอะเลยดอกเสียเมย์ต้นเมย์เป็นยังไงกลับมาเอ็มเอ๋ยเพิ่งทราบแต่ไอ้อันที่น่าเอ๋ยไม่เลยเอ็มเอ๋ยbiết là đây gọi là nhóm giao duyên này, sư các cụ là hát thế này này, là đúng bài luôn này. Đây là các cô các bác rất là lớn tuổi, mẹ bà này, mẹ bà này là khoảng cỡ tầm chết hết quy tưởng nhá, là mê hát được, mà chồng bài đúng là hát luôn. Đây là giờ chưa giờ chưa rất là vắng. Cái bàn này mấy chị này là chị nào cũng đẹp, đúng là phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Cao Bằng da trắng đẹp gái nổi tiếng, người ta gọi là gái Cao Bằng đổ nước mắm ra đi như vậy, đúng cái còn hai cũng đẹp, còn hai chị này đẹp quá trời mà nãy là chưa chịu hát câu nào. Nhìn thấy áp ở là cứ cười cười đúng là cứ hát hát bắt chài nào. Chị đã hát một bài đi, bài đi. Em ơi, em ơi, anh đây người ở trên rừng, cầm tay té cả du trang đông trang lùng, ngần nay mà được hình hồi nè. Không lại cần chú thì này hát ca quài mời nó ngã lá bay mà nòng khô nhung nhung ơi tỏ bầu tắc cầm ơi nòng ơi hay không 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 hay được tay đến này, dần nơi ỉn hơn ra vậy. Dần nơi ỉn hơn ra. Anh. Anh người lấy đồ đấy nè, quay. Nó chỉ tới hát thôi chứ. Đã tới hát à? Nó còi từ bom này. Buổi hướng dẫn Trung Quốc này, Việt Nam hay ta hết. Này có kim. Nhiều. Có trường cần đến này. Mình hết hết không làm bằng đấy lên là chạy là chúng tôi chẳng cố liệu rồi đó là chạy tắm miền Nam mà bét cò mà chúng hát được chúng tôi đáp là cầm món là nè nó thêm chạy là làm sao tốt loại lỡ là nắm mười rượu nó luôn. Em theo anh Hồng Vân đêm à, ngồi đây em cũng hát được mà. Không được, quay không được. Không được. Quay có phải úng không? Đem bé nè. Có đi không? Đi anh bé này. Không đi là bé luôn. Đâu có biết hát đâu. Đi qua đi. Đi. Tự nhiên. Thì có áo đỏ này hát hay nhất ở đây này. Thế đề nghị là hát phẳng lại nữa đi. Túc từ sáng tới giờ chứ nghỉ đi là từ 8 giờ tới giờ. Ừ. Cái được. Cần sao mà đi ra phẳng lại lỗ đúng thứ đen đó.
cứ nhả hết trái cả, cứ nhả này đứng cả thế nghe, nó cao một tí em quay nó có tiếng không nghe được à, không quay nó không có tiếng à, được nè, đúng rồi cao bằng nhau đó, nó mới đẹp đôi, đó, đây, không phải lại đâu, hát khác thôi, không phải lại đâu, hát gì cũng được, họ hát bằng lại mình là đẹp, đáp phong sư cũng được mà, hay lắm, chị đừng có gọi em, các máy của em đang quay phim hết, không có gọi nha, không có làm phiền em, trời ơi, để em sống với chị ơi, tối gọi đi nha, em đang làm việc nha, có nhiều người không hiểu gì, ta khi đang live stream vẫn cứ đi gọi điện thoại, người ta đang làm ăn mà, người ta cần không hiểu kể, người ta gọi điện thoại người ta tắt đi là biết là người ta bật đến mức độ nào rồi đúng không, vậy mà cứ gọi máy nọ sang máy kia chứ. Mấy chị em nghệ nhân nghệ nhân chưa nổi tiếng, cái nghệ nhân nổi tiếng là họ hiểu rồi, mấy người mà họ không hiểu lắm đâu. Quay đi, quay cho khúc kìa. Tam hương về chung. Nó phẳng lại rồi. Trời già sang làm mới ta gặp nhau. Không, hai tay bằng hung, đừng có cho hung. Vỗ tay. Được. 30 mét còn đã ăn mà 50 mét được không?
nó là 30 mét, nó là 30 mét, không quan trọng đâu, 30 mét lại thôi. Đi xa lưới mất 6 một cái lại chết, hỏng cái bài hát của mình đi, hiểu chưa? Nay anh được gặp ơi.